Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người trên mùa mùa channel của mình là Toy Minecraft. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft Builder ngày thứ hai để xem coi ngày thứ hai nó có thay đổi gì hơn ngày thứ nhất không nha. Ok, chúng ta bắt đầu video nè. Mới vô có dán rồi bắt đầu luôn thì cho nó lẹ chứ, nhưng mà dán chứ nó lâu vậy quỷ. Nào biết trận này anh Toàn sẽ là người chiến thắng rồi. Thầy ơi. 5 minutes later. Nó chat lên nó kêu tôi là builder rồi sao mà nó phát luôn. Hello. It's me. Ôi. Thằng nét chưa? Dán đầu là gọi là ăn thôi. Vô kẻ đang bắt đầu nè. Nữa hả? Không đi nữa hả? Không mất của. Đông vậy sẽ có hai kẻ giết người. Hello. It's me. Má mới nhảy ra cái gặp kẻ giết người luôn á, sao xui quá vậy trời. Trời ơi. Ai bắn hụt vậy? Trời ơi. Ủa phòng nó nãy chơi rồi mà. Phòng này nè, cu te rồi nó vô phòng đó luôn rồi. Ok vô luôn. À phòng cao bồi. Phòng cao bồi mà. Thôi cao bồi tao vô chỗ kia tao chơi cái trò bí mật tụi bay, tụi bay không biết được tao. Chán nãy xui không mọi người. Má tức ghê, chưa gì mới vô rồi bị chém. Mà nãy đi ra trước mặt cái con đó luôn chứ không đâu biết đâu, nó bay lên đó như vị thần vậy, nó chém rồi dân thường luôn, là mày lúc nào dân thường thôi, mày đừng có dân thường, mày đừng có dân thường. Hồi nãy làm thánh tử, nãy làm thánh tử đi chứ đâu, nơi đi kia nít mà không được. Không, mày đã thấy rồi, bắn cung hụt, tao bị nhục luôn. Ê, bắn hụt luôn. Mày bắn hụt chứ, bắn đúng gà luôn qua. Ủa dán này có mấy người à? Ủa, sao dán này ít quá vậy, 6 đứa trong map vậy? 5 người à. Tính ra tao là 5 luôn hả? Gì ít quá vậy, ít chứ phải 6 người chứ. Ờ, 6 người. Ờ, vậy đi. Ôi, ok. Má lẹ quá, vàng đâu rồi, 2 cục rồi nè. 3 cục rồi nè. Thôi là cái người tỉnh mệnh. Ủa đúng luôn, tao gãy người. Cũng em. Mày đâu? Tao 4 cục, tao mới 6 cục à. Đâu nó đâu? Ê. Sau lưng em nè. Đâu? Hả? Nó đâu? Đâu rồi. Nè mới chứ gì vậy? 7 cục rồi nè, trắng. Mày. Tao đã trả thù được mày, thằng nhóc con. Ganh con này, mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ là chúa lương hả? Thôi bạn ơi. Tao đi vô coi. Gợi ý coi, mày gợi ý thôi mày đừng nói ra. Chơi trò núp à, ok. Em biết nó đâu rồi nè. Ừ, anh thấy đâu rồi. Đây anh nè. Ok, đây trong nhà đúng không? Ra ngoài coi. Ok, đi về trái. Đấy, sau lưng, về trái, anh chạy trái này nè. Mày đúng không? Cánh. Đấy, có bốn nữa. Bam. Ôi ôi ôi. Ba. Ba ra ba bum. Em đó. Em. Die. Pow. Trời ơi, giỡn hả mày? Mày chưa thấy tao lắc qua lắc lại hả? Thấy không? Ở ngoài. Đó đó, kìa. Kiến đó. Trời ơi, cái thằng skin này sao ngổ vậy? Má có cái đầu không mà skin mà có cái đầu tao tìm. Mới vô được 3 dáng rồi. Sao 3 dáng cũng thành quá. Đây nè, một nè. Nửa cái thằng này nữa, cái đầu không sao tìm. Thôi đi bạn. Đi bạn. Né ra đi, thằng giết người. Tao biết mày là giết người rồi, thôi khỏi. Mày là kẻ giết người á. Em đâu có lương đâu. Thôi, mày là kẻ giết người. Ơi. Ủa, cái thằng đầu kia kìa. Má nó đi theo tao, nó trả thù tao. Vô luôn. Bắt đầu rồi. Ô, cái đông nè. 15 người luôn. Đu. 16 người luôn. Trời ơi, nó đông kìa. Rồi, full rồi. Này thứ bảy đông quá. Nữa cái thằng cứt này, cái thằng đốt ghi này. Ê, cái thằng đốt ghi theo tao để giờ sao á. Cái thằng đốt ghi bị điên. Ơi. Cái thằng chữ C. Ôi, biết thằng nào rồi. Giống gái kìa. Ừ, nó mặc đồ. Ơi, nó mặc đồ màu hồng hả? Ơi. Lắc vậy, xe vừa lắc. Không, cái nhỏ có cái mặt bộ đồ cầu vồng á nha. Nhỏ gái mà cá màu vồng á. Còn cái chữ C là sao? Còn chữ C. Cái chữ C là sao? Em biết. À, thằng đọc ghi nữa nè, sao nhiều quá vậy? Thằng mua vàng nữa. Em đi cho đốc nhà, em biết nữa. Ơi, sao nhiều vậy? Ôi. Ủa, thằng này đang đâu hả? Tao đang làng lắc mày hiểu không? Tao đã ở một nơi mà không biết. Ơi. Tụi mày đừng có ép tao vô đó. Anh này, sau lưng nè. Ôi, thấy gì vậy? Ai vậy? Thằng đốt ghi màu vàng đúng không? Nào đi con ơi, phải nó không? Chắc chắn là nó rồi.
không phải. Chết mày rồi, mày làm quỷ ơi ơi, đi tao ba, đi tao ba. Rồi, cái mệt. Chết cha, còn cái nịch luôn. Ôi, tao mới 4 vàng, tao mới 5 vàng à. Thả tao. Cái gì mày ba, đi tao làm gì vậy? Tao giết người kìa. Ôi, thằng xì tiếp. Ủa, không phải hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà bịt vậy? Thằng xì tiếp. Tao nói rồi có sai đâu, cũng là xì tiếp không rồi, cái bịt nữa. Sao cái gì bịt không vậy? Không. Con cuốn con vàng mắt xanh đang giết. Ui. Ủa nè, anh đang chết chưa? Mày chết chưa? Em chưa chết. Tao cũng chưa chết. Tao đang chín cái rồi, Mày nè, bây giờ. Không phải. Anh đánh rồi, đánh rồi. Chạy ơi. Cảm ơn người hùng Legend bắt vua Việt Nam 2 nha. Động lên anh em, 16 đứa đi anh em, chơi cho nó cứ. Đúng rồi. Đúng rồi, chịu lắm đứa ơi, 16 đứa đúng rồi. Ủa, sao dân thường hoài vậy? Trời ơi, có hai con lót ghi nữa kìa. Quá, ơi, gì vậy? Hai con lót ghi. Ơi, xin tiếp. Gặp ai đâu sợ, ơi, thằng đen. Thằng đen, ơi, thằng đen. Nhỏ gái kìa. Đừng thể làm gì kìa. Nhỏ gái là mua đơn, hồi nãy là mua đơn. À, chị ba. Ui, chết cha rồi, bắt đầu rồi xong luôn. À, thằng quay MC ơi, thấy rồi. Ơ đù cái gì vậy ơi, đốt đi vàng. Đù sao mày chạy nhanh gì quá, mày mất hồn con chó này. Mày hai giá tao sợ đó, đã đốt đi mà còn mất màu xanh nữa. Mày đốt đi hay chim á, tao cũng không biết. Ui, chết rồi, xong Legend bắt cua dán nải luôn rồi, bắt cua luôn, đi xa luôn. Tao không có người nhìn em. Ôi ơi, vậy? Mày là kẻ giết người á, đừng giả bộ. Không phải, mấy em đâu? Vậy hả? Mấy em. Rồi, vậy thằng chó Steve hồi nãy nữa ta. Hình như thằng Steve đó mày ơi. Tao đứng ở dưới đây mà tụi giết người liên tục luôn. Chắc vậy rồi. Chết rồi. Lỡm rồi. Lắc rồi. Ôi, kỹ cười giết em kìa. Cha còn 4 người rồi mày ơi. Mình là hy vọng của người ta đó. Rồi mày chết chưa? Chưa chết. Bây giờ tiếng bắn cung hụt ở gần tao mày. Bây giờ tao sẽ sống sót trong vòng 1 phút nữa, tao sẽ là người chiến thắng nè. Sợ quá. Tao theo anh hai đâu vậy? Tao lên nút ké rồi. Tao đang ở cuối thuyền luôn á, mày hiểu không? Cuối thuyền. Ok. Em ra. Một cái chỗ mà nó không bao giờ biết được tao ở đây đâu. Cái này nó nguy hiểm à. Mọi người phải tin tưởng mình. Cái nhân phẩm với lại cái chất xám mình hơi bị nhiều để mình né được cái thằng đó. Bây giờ mình sẽ sống sót trong 1 phút và mình sẽ là người chiến thắng. Hình như là hòa đúng không? Thôi kệ, hòa cũng được, đỡ hơn thua. Có thằng em cuối thuyền bên nào vậy? Mày làm sao mà biết được? Trời ơi, tao mà nói ra chắc sao mà tìm tao liền rồi mày ơi. Á đù, ơi, cái thằng Steve nó thấy tao rồi, trời ơi. Ủa, thằng Steve nó không giết mình. Thằng Y MC. Thằng Y MC, ơi. Mày cứu tao với, thằng Steve. Ôi, vậy là còn hai kỹ người luôn hả? Á đù. Hai kỹ người mà. Ơi mày, thằng Steve đứng kế bên tao luôn rồi, nó mới chạy lên nè. Chẳng ơi, chạy đi. Hồi nãy đứng kế bên tao luôn mày. Nó nhìn tao là nhìn nó xong cái nó đi mày. Ui, thằng đốt đi. Ủa? Hả, chết rồi hả? Có cùng mày. À, tao mẹ đó. Mà nói mày đứng kế bên tao. Kẻ giết người qua MC tao biết ngay mà. Thằng Steve đó mày ơi. Tao đứng ở dưới đây mà tụi nó giết người liên tục luôn. Mày cứu tao với. Thằng Steve. Kẻ giết người qua MC tao biết ngay mà. Nó sẽ hại một đống người luôn mà không thích được, không thích được. Thấy không, mình kêu cuối thuyền mà nói ra là mình bị mất liền. Thà mà nó có tin tưởng thằng nào á đó, tin tưởng con nào nè. Mà thằng Steve này nó khôn lắm nha. Nó thấy tao núp cái nó không bắn. Nó nghĩ tao là người thường rồi, nó không dám bắn. Tại kẻ giết người thường đi kiếm không à. Tao đứng có một chỗ mà tao núp. Bà mẹ nó sợ gần chết luôn. Nghĩ cho tao không sợ. Tao biết ngay. Mày đã không kiếm tao rồi là tao sống rồi. Chẳng mày. Trời, thèm quá, tao là dân thường mà. Mày đừng có, mày tránh xa thằng heo quay ra đi, nó cầm kiếm á. Rồi mày la, đúng không? Nó cầm kiếm đúng không? Cái này mới heo kiếm nè, nó chưa tập ai rồi, nó tập ai, ok, nó tập ai. Tái thằng heo quay cầm kiếm nha. Tìm đi, ôi thương. Ôi, em biết nào rồi, mà nói. Ôi. Trời ơi, bắt đầu về mày, chỉ đâu với. Hả, thằng chỉ kiếm màu đen. Màu đen hay là heo quay? Tao đang là tao thám tử nè. Đâu? Con mèo, chỉ kiếm con mèo. Nó đâu, tao nè. Chị kiếm con mèo. Chị kiếm con mèo là gì? Con mèo màu đen. Đen cùi luôn. Nó chạy đông nhau nè. Mày khỏi chạy, đứng lại cho tao. Áo đen quần què, con mèo đen, trời ơi. Con mèo đen.
Cái túi luôn. Trời ơi, thằng áo đen Steve với Alex. Hồi nãy mình mới chém kẻ giết người luôn á mọi người. Vậy đúng luôn hả? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ, đang gánh chạy rồi. Mày sao? Tao có người anh em mày. Ê bro, hay lắm, tao với mày hơi bị đỉnh luôn. Phối hợp đi người anh em. Trời ơi, mày thấy chưa? Ôi còn mèo, còn gì thôi hả? Ai hồ, biết ổng đâu rồi. Mày bắt cua đúng không? Trời ơi, cái xác của tôi, trời ơi, ông nội kia bắn tôi. Mày giỡn với Herobrine hả con? Tụi tao là một team đó, mày chưa thấy hả? Tại MC với Herobrine là một team đó. Trời ơi, cái quân què dĩ dây. Trời, team hộ ông kia luôn. 5 minutes later. Hỏi thẳng rồi chưa? Trời ơi. Ê bạn, ê nó cho nó có này nè. Thôi cái cây này dài, cái cây này dài có dây giết tao làm chó cái gì không cái cung. Trời ơi, má là tao hết hồn. Ê mày thằng đó thì phải. Thôi em ơi, à nó giết kia kìa. Không nó đâu, tao bị đi chung đi. Tao có cung nè, tao lượm cung của thằng thanh tử á. Mình phối hợp. Nó đâu rồi, tao cũng sợ quá mày ơi. Giờ tao không biết ai, tao bắn lộn rồi, tao ngủm liền à. Anh đi đâu, anh ở đâu? Gì ba? Ở đâu? Tao đây nè. Đó nãy thằng giết người, thằng đó nó bắn hụt á. Cái thằng heo quay luôn á, nó làm thám tử á. Nó bắn tao, tao né hoàng bên cái chúng nào á. Ủa cái bò nó né hoàng bên cái chúng, chúng nó làm sao luôn, cái đó bị văng luôn. Quá hợp lý vậy. Từ từ thôi nha, này từ từ thôi mày. Tao biết cái giết người đâu á. Nhanh lên. Quá. Đâu rồi, còn mấy kia nữa. Vẫn cho chết. Trời ơi, chơi thuốc. Thằng chạy cái đồ á. Rồi nhắc cái đồ. Hai thằng chơi thuốc rồi. Đố mày tìm được. Không, cái thấy thằng nè. Nó tặng hình rồi. Chạy đi. Run. Chạy kiểu gì? Nghe tiếng tàu chạy đi. Mày để nó giết người hồi nó có tốc độ chạy nhanh á. Gà. Nó chạy chậm rồi kìa. Thằng vàng đâu rồi? Rồi hay quá bạn ơi. Bon. mày giỡn. Mày không bao giờ thắng được đâu con. Ok, video mình sẽ kết thúc tại đây. Mọi người thấy video hay nhớ like, subscribe, share cho mình để mình tiếp tục cái video tập tiếp theo của Minecraft ngày thứ 3 Murder. Và mình sẽ ngày hôm sau mình bắt đầu mình sẽ ra sinh tồn tập tiếp theo luôn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trên. Trên gì? À quên. Ở tập tiếp theo. Ok, đừng quên ủng hộ mình trên nền YouTube, TikTok và Facebook. Yêu tất cả mọi người nhiều. Bye bye.